Khí khô phục tập 48 là cao thủ hộ viện của Tống gia. Trong tứ đại gia tộc đó là Tống Trung Cơ. Tống Trung Cơ, người này rất thần bí. Chúng ta chỉ biết được hắn là giúp cho Tống gia thực hiện nhiệm vụ ám sát bí mật chưa từng thất bại. Thứ hạng trong danh sách ám sát thì đã ổn định được ở top 3. Cũng chẳng thần bí được từ đâu. Là do cơ quan các người năng lực yếu kém. Từ trước bom tôi lúc trước cũng đã từng điều tra người này rồi. Ít nhất thì chúng tôi cũng đã biết được hắn tinh thông thuật hoàn thiện cơ quan. Top 3 của danh sách ám sát. Vậy làm thù cậu sẽ tư mấy? Thiên nữ như tụi không thích chết chóc, lên bạn đó làm cái gì? Thơ cơ quan cũng không phải là gì nặng. Vậy tổ chức bóng tối có các cậu điều tra được sức mạnh thức tình của hắn chưa? Tổ chức bóng tối muốn chiều mộ hắn, lại không muốn coi hắn như kẻ thù. Cuối cùng thì cũng đã nghiên cứu kỳ lưỡng. Nhưng mà nhân vật này làm sao mà còn làm bắt cái chuyện bận thiểu như là bắt cóc vậy? Rõ ràng là đang nhắm tới thâm an, không nhìn ra sao? Hắn nói mùng 1, 10 rằm. Thì thẩm an cậu làm gì với Tống gia rồi? Tôi không quen người của Tống gia. Nhưng mà bất cứ lý do là gì, thì nếu như bắt cóc chu chù và làm mạnh tử bị thương, thì người đàn ông này phải chết. Thì tới nhà cậu rốt cuộc là làm cái gì? Với họ của hai cô gái này rồi. Tôi cũng bị mơ hoạt bởi sự cạnh tranh người đâu đó. Tống trùng, cơ này là có rất có giá trị. Cậu liều lĩnh qua đó thì chắc chắn sẽ thiệt thôi. Tống gia không làm gì bất lợi với chủ chủ đâu. Nắm chặt lấy cơ hội này, nâng cao bản thân mình trước. Hắn không có sở trường về thuộc cơ quan, còn có động sát lực để nhìn thấu sức mạnh thức tỉnh của đối thủ. Tôi cũng đã từng bị hắn chơi một vố rồi. Tôi còn thời gian để điều chỉnh lại. Các cậu cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi nghĩ cách phải làm thế nào. Giá trị tiềm lực cộng 1.000. Giá trị tiềm lực cộng 1.000. Giá trị tiềm lực còn 1.000. Giá trị thiền phú có thể sử dụng là 95.000. Thiền phú thương thành, xuyên thấu chi nhãn 100.000. Sức mạnh tinh thần niệm sự 500.000. Hỗn nguyện luyện thờ quyết 10 triệu. Tốc độ tăng trưởng thì chưa đủ. Thêm 5.000 nữa thì mới đạt tới 100.000. Để đổi được xuyên thấu chi nhãn. Nhưng mà mình không còn thời gian nữa rồi. À đúng rồi. Chỉ là ở đây hấp thụ linh khí, giá trị tiềm lực còn có thể tăng lên gấp đôi. Nếu như ăn linh quả thì giá trị tiềm lực tăng 15.000. 15.000. Linh quả này thế mà lại có công hiệu lớn như vậy. Giá trị tiềm lực cuối cùng cũng đã đủ rồi. Xuyên thấu chi nhãn bạn có muốn đổi 100.000 không? Xuyên thấu chi nhãn. Chắc là đã ổn định ở tam phẩm trùng giới rồi. Thử xuyên thấu chi nhãn xem sao. Thì ra xuyên thấu chi nhãn là như thế này. Thứ mà năng lực nhận thức có thể cảm nhận được là hình dáng và hơi thở cự ly gần. Điều này giống với hình ảnh ba chiều của nhận thức. Ấy, trời má! Đây. Xem ra thời tiết thay đổi rồi. Lộ manh như thế, mày đang làm cái gì đó? Chiều chiều còn chưa biết tung tích. Mày ở đây có thời gian làm cái này, ít nhất thì cũng phải chờ cứu được chiều chiều trước chứ. Thì ra là thế, xuyên thấu chi nhãn có thể nhìn thấy được bố trí của cơ quan. Xuyên thấu chi nhãn này quá tiêu hao linh lực. Mình bây giờ tu luyện cũng không cầm cự được bao lâu. Chu chu, chờ tôi. 10 phút sau, tôi đi cùng cậu. Bạch Vi Vi. Không cần đâu, dù cô cũng là người của chính quyền, thì các cô cũng không hợp có dấu kèo gì với Tống gia. Chuyện này cô không tiện ra tay. Ý tốt của cô tôi đã nhận rồi. Nhưng mà một mình cậu đi có được không? Ai nói là lão đại của chúng tôi đi một mình? Tập đoàn của chúng tôi sẽ tự giải quyết. Ông chủ, ngài bị thương rồi sao? À không sao, giả bốc hỏa đó mà. Những người này đều là từ khi tầng 2 bắt đầu cho các thức tình giả đăng ký, thì đã chiêu mộ được không ít người. Biết được lão đại có việc, nên đã mọi người đòi nghiện ý giúp đỡ. Hả? Cậu không phải là người trước đây bán đồ cho cớ lão hay sao? À, tôi tên là Vương Bảo. Tôi đói lắm rồi. Bụng đang réo ầm ầm lên.
Nghe nói là đồ ăn ở nơi này rất ngon nên tôi mới tới đây. Khí lực của tôi lớn lắm, có thể vượt được cả cùng gấu đó. Cơ mà cái tộc Hà Mang thì cũng không nhỏ đâu. Xem ra là đã ăn linh quả thức tỉnh năng lực rồi. Người này có chút thú vị. Vương Bảo à, cậu nói là khí lực của cậu lớn, vậy có dám tỉ thí với tôi không? Ông chủ à, nếu như mà tôi thắng ngài thì ngài sẽ không tức giận mà vẫn cho tôi ăn đi chứ. Nếu như cậu thắng được tôi thì cái khách sạn này thuộc về cậu, cái đám đầu bếp đó đều nghe lời cậu hết. Ủy được đó nha. Ê dạ. Ừ? Chỉ có vậy thôi sao? Lộn. À, tên này cũng được phết đấy chứ. À, chủ à, khí lực của ngài cũng mạnh thật đó. Tôi phục rồi, thôi tôi đi đây. Còn ngồi khí lực lớn thì ngón ngờ truy tìm tung tích, dấu vết như thế nào? Cái đó thì khỏi nói luôn. Trò cầm gậy mà đập hồn mờ là tuyệt kỹ của đám thợ săn chúng tôi đấy. Nên rồi, chuyến đi này cậu đi với tôi. Sau này ở khách sạn Hoàng đế này thì một ngày, à không, hàng ngày đều sẽ cho cậu ăn no thì thôi. Ngài nói thật chứ? Thế thì một lời đã định đấy nhé. Ông chủ à, ngài mang theo cậu ta đi theo có được không? Đối thủ là tổng già đó. Bởi vì là tổng già nó mới cần đề phòng bọn chúng có điều hổ ly sơn đó. Làm thù, cô nói với mọi người bảo vệ chỗ này, độc xà thì cũng sẽ được gọi tới chỗ này đó. Nếu như mà tôi đã xảy ra chuyện gì, thì hy vọng phía chính phủ có thể lộ diện mà cứu Hà Chu Chu giúp tôi. Tôi tin chắc chắn là mục tiêu của bọn chúng chính là tôi, chắc cũng không làm khó một cô bé đâu. Cậu tính lấy một đổi một sao? Ừ, có đáng không đó? Cơ mà đám yêu ma quỷ quái này muốn giữ tôi lại thì rằng cũng không có gì như thế đâu. Ngài phải thật cẩn thận đó, ông chủ Thẩm An. Thấu thị chi nhãn. Tên tống trùng cờ này quả thật là có kỹ năng đó. Các bố trí đều có liên hệ với nhau. Nếu như mà không chuẩn bị trước thì thật sự đã rơi vào lưới của bọn chúng rồi. Chiều chiều ở đâu thế nhỉ? Ông chủ, ngài làm sao thế? Là ăn chơi quá độ hay sao? Cút đi. Tôi sẽ về lại những vị trí có người mai phục gia cho cậu. Cậu đi giải quyết bọn họ đi. Tôi nghi ngờ một chút cái đã. Thật là thần mình. Ông chủ à, sao ngài có thể làm được thế này? Nhớ đeo cái tai nghe để con liên lạc đấy. Lúc nào mới tới đi kìa chứ? Canh cá ngày rồi. Dạ. Hào giờ họa, mai phục nhiều phết đó. Cậu về vị trí cũ ngồi cho tư tế cho tôi. Là kế nào đó. Số 3. Tôi rồi. Phải dụ hắn ra. Cẩn thận có chừng. Nếu như dám ngủ gật thì cẩn thận lão Tống sẽ đánh cậu đấy. À, trúng quá rồi. Ủi. À sao cậu à, đang ở đâu? Dạ tôi rồi, tôi rồi. Sao không chỉ có sếp rồi, mỹ thuật của mình. Anh lại. Thế nào rồi? Ôi mẹ ơi, sếp hô chết tôi rồi. Hai người trong phòng đều khiến cho điều khiển là bốn người trên khán đài. Tổng cộng là có 6 cọc ẩn đã được gỡ bỏ. Sếp à, đây là cơ quan gì vậy? Đèn chiếu trên mái nhà được chỉnh sửa bằng tia là gì à? Có thể khiến cho mọi người mất thị lực ngay lập tức. Bộ điều khiển ở trên khán đài điều khiển là một hàng lưới ẩn giấu ở dưới sân vận động. Một người điều khiển vật nặng trên trần nhà, người còn lại thì điều khiển nó trong hộp túi. Cái cuối cùng là ngòi nổ. Ông trời ơi, ai mà trải qua như vậy thì chắc chắn là 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Người bố trí cầm bẫy này chắc chắn là một thợ săn giỏi, có lẽ là nhân tài. Nhưng mà nếu như bắt cóc chiều chiều và làm trọng thương mạnh tử, người đây phải chết. Năng lực của tôi quá tốn linh khí, vẫn chưa tìm được vị trí của chiều chiều. Âm thầm đi tìm, tôi đi thu hút sự chú ý của hắn, nhất định phải cẩn thận. Ừ, cứ để tôi lo. Không phải là tìm tôi sao? Tôi tới rồi. Ồ, lần này là bắn tôn rồi sao? Không phải mấy cái tên vô danh tiểu tốt. Tôi chịu chết nữa. Tôi không biết là đã tội với tống giả các ông ở chỗ nào. Nhưng mà bây giờ tôi tới rồi. Ông có thể thả Hạ Chu Chu rồi chứ? Thẩm tiên sinh, diễn cũng thật tốt. Cậu đơn thương độc mã có thể diệt trừ trần gia tôi. Không dám coi thường cậu.
hạn tí thừa trong tay tôi thì mới có cảm giác an toàn. Nếu như mà cậu cũng thúc chủ chịu trói thì tôi càng an tâm hơn. Ông bị não tàn vì không có tận có tóc cho nên đầu không thể bảo vệ não ư? Trông tôi giống cây ngốc vậy không? Bây giờ ông thả chủ, tôi chỉ giết một mình ông. Nếu không tôi sẽ diệt cả Tống và ông. Tao mạng, cậu đúng là khẩu khí lớn thật. Cậu cho rằng tại sao tôi lại ở đây đợi cậu hả? Bởi vì lĩnh vực của tôi, lĩnh vực của tôi chính là vua. Đâu, cậu mơ đó, làm cái gì vậy? Đồng thủ đi chứ. Xin lỗi, lãng phí nhiều cả mấy của ông như vậy. Có qua có lại, bây giờ đến lượt tôi rồi. Tôi chưa từng khinh địch. Tôi đoán là những cạm bẫy này có thể không chuốt được, không nhốt được cậu. Nhưng mà lần này xem cậu có thể bày ra ngoài kiểu gì. Không ổn. Đây là một cái lồng giam nhiệt cớ, đặc biệt để chống lại cao thủ luyện thể. Từ bỏ kháng cự đi. Không biết là khối này có khí độc hay là khối mờ. Nếu như không nghĩ ra cách phá lồng này, tía rằng phải chết ở đây. Đặc chế hứa đạn của Trần Gia cũng đã dùng tới lúc đánh cư mãn rồi. Cư mãn. Vậy của nó. Mãn Quỳnh, vừa vô quýnh rồi. Đừng có vùng vậy nữa đâu. Lồng này ngay cả AK thì cũng... Hả? Đây sao có thể... Đi chết đi. Quả nhiên là không đơn giản mà. Vẫn chưa xong ư? Con có trò nào nữa hay không? Cậu giết tôi thì hai chu chu cũng sẽ bồi tán cho tôi. Cậu nữa sao? Binh khí của cậu không bỏ xuống thì không lịch sự lắm. Tôi không giết ông, nhưng mà tôi có cách vạn cách để dày dọn. À sớp à, sớp nghe thấy gì chưa? Tìm được người rồi. Đã tìm thấy người ở phòng viết trên khán đài. Cô hai có hai tên canh giữ đã bị tố hại gục rồi. Bây giờ ông có thể yên tâm đi chết rồi. À đừng vội người, nghe tôi nói tiếp đã. À sớp à, trên người của tiểu thư chú lại có bom. Cậu đừng hoảng, là bom thế nào? À cậu không bằng trực tiếp hỏi tôi. Ban đầu nó chỉ là một quả bờ mở khóa bằng mật khẩu thông thường. Nhưng mà tôi đã bổ sung thêm một vài lớp bảo vệ trong bồn. Nhưng mà đừng có lo lắng, uy lực của quả bom này cũng không mạnh lắm đâu. Còn lắm thì sẽ nổ chết người. Chắc sẽ không nổ đến nỗi mà thành từng mảnh. Ông nói lại lần nữa xem. À hiện giờ chỉ có 3 phút. Dẫn tôi qua đó. Làm sao đây? À sớp, ấy chờ một chút. Ở bên trong, mở khẩu là gì? Tôi bị đã hạ đường huyết, nếu như không bổ sung một ít đường, thì tôi chỉ cần thấy chóng mặt và không thể nhớ được. Mở khẩu là idea của tôi, nhưng mà khi nào là sinh nhật của tôi? Tôi không biết tôi đắc tội với Tống gia chỗ nào, nhưng mà các ông có chuyện gì, thì cứ nhắm vào tôi đối phó với một cô gái thì như vậy tính là cái gì? Cướp đồ của Tống gia tôi thì phải trả giá. Mở khẩu là bài sự ít. Không có lần sầu ngồi lề đâu. Vườn bảo trong trường ông ta. Tà mạng sao anh lại tới rồi? Anh đi mau đi. Không sao anh tới em. Đừng có lo lắng. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Là giả ư? Sớp. Cánh cửa này được làm bằng thép đặc biệt. Nên đừng có tổn sức nữa. Bảo ông ta để cho ông ta nuốt ra mật khẩu. Ông đừng có hồng chạy. Chúc các người may mắn. Chết tiệt, lại có cửa bí mật. Thời gian thì càng ngày càng ít, phải mau chóng nghĩ cách. Tập 51.